À, xin chào quý vị và các bạn. Và tiếp theo trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái lợi ích cực kỳ tuyệt vời của hạt đu đủ mà chúng ta vẫn bỏ phí. Chúng ta biết rằng là hạt đu đủ cũng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và mang lại một số cái lợi ích cho sức khỏe con người. Tuy nhiên thì chúng ta thường hay bỏ qua những cái lợi ích tuyệt vời mà bỏ đi những cái hạt đu đủ. Và trong cái video này thì chúng ta sẽ được biết đến với 6 cái lợi ích đáng kinh ngạc của hạt đu đủ mà chúng ta vẫn đang bỏ phí. Thứ nhất, đấy là giữ đường ruột khỏe mạnh. Thì hạt đu đủ có chứa enzyme giúp phân hủy các cái chất thải protein khó tiêu từ thức ăn, giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Đấy là cái tác dụng thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai đấy là trị run và các bệnh nhiễm ký sinh trùng. Thì chúng ta biết rằng là hạt đu đủ có chứa cái hàm lượng enzyme cao, có cái tác dụng là phân giải protein, enzyme hòa tan mang sinh học và pyrin bảo vệ ký sinh trùng và trứng của ký sinh trùng bên trong thành ruột. Nó có thể loại bỏ ký sinh trùng trong cơ thể như giun đường ruột. Ngoài ra thì hạt đu đủ còn chứa một loại thuốc kháng gian đã được chứng minh hiệu quả trong việc là tiêu diệt giun, ký sinh và amip. Và cái lợi ích thứ ba đấy là giảm đau bụng kinh. Nếu bạn thường xuyên bị đau bụng trong ngày đèn đỏ thì ăn hạt đu đủ là một cái biện pháp giảm đau hiệu quả. Và cái tác dụng thứ tư đấy là bảo vệ thận. Thì hạt đu đủ có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các cái gốc tự do, ngăn ngừa tổn thương thận. Và thứ năm là chống ung thư. Thì một số cái nghiên cứu cho thấy thì chiết xuất từ hạt đu đủ giúp giảm chứng viêm, ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư. Trong một nghiên cứu khác thì các nhà khoa học đã phát hiện là chiết xuất hạt đu đủ có cái khả năng ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Và cái tác dụng thứ sáu là hỗ trợ giảm cân. Thì hạt đu đủ chứa rất nhiều chất xơ, do đó mà có thể hỗ trợ tốt cho việc là giảm cân. Ngoài ra thì nó cũng có tác dụng là kiểm soát huyết áp và giữ cho tim luôn khỏe mạnh. Vậy thì cái cách sử dụng hạt đu đủ như thế nào? Hạt đu đủ có vị đắng, do đó bạn không nên cắn trực tiếp vào hạt. Có thể xay hạt thành bột rồi pha vào sinh tố, nước ép hoặc là món tráng miệng. Thêm một chút mật ong hoặc là đường thốt nốt để tạo cái vị ngọt, giảm cái vị đắng. Một cách sử dụng cũng tuyệt vời và rất là đơn giản. Và cũng mong rằng với cái cách sử dụng này thì chúng ta có thể là sử dụng được thường xuyên hạt đu đủ trong việc mà hỗ trợ điều trị 6 căn bệnh mà chúng tôi vừa mới nhắc đến ở trên, 6 cái lợi ích của hạt đu đủ mà chúng tôi vừa mới đề cập đến. Như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 6 cái lợi ích tuyệt vời, đáng kinh ngạc từ cái hạt đu đủ mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thường bỏ phí và không để ý tới những cái lợi ích từ hạt đu đủ mà mang đến. Vậy thì mong rằng qua video này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những kiến thức bổ ích, giúp cho quý anh chị có thể chủ động trong việc là phòng tránh bệnh tật cho bản thân của mình. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sức khỏe tiếp theo của chúng tôi.